Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thay đổi biểu tượng ứng dụng trên iPhone theo ý thích của mình. Như các bạn có thể thấy thì trên đây là màn hình chính điện thoại của mình. Với mỗi ứng dụng khác nhau thì mình sẽ để những hình khác nhau và biểu tượng khác nhau theo ý thích của mình. Nếu các bạn cũng muốn iPhone của mình trở nên độc đáo như vậy thì hãy theo dõi hết video này nhé. Đầu tiên các bạn hãy tìm và mở giúp mình ứng dụng phím tắt. Vào dấu cộng ở trên góc phải màn hình. Sau đó các bạn chọn mở ứng dụng. Tại cái phần ứng dụng thì các bạn sẽ nhấn vào đấy và chọn ứng dụng mà mình muốn thay đổi hình. Ví dụ ở đây thì mình sẽ chọn Banking của Agribank. Sau khi chọn xong ứng dụng thì các bạn nhấn vào biểu tượng ở bên cạnh nút tắt. Tại đây các bạn hãy nhấn vào thêm vào màn hình chính giúp mình. Sau đó các bạn hãy đổi tên ứng dụng mà các bạn muốn đặt. Ví dụ như mình sẽ đặt là Agri. Sau đó các bạn nhấn vào bên cạnh để chọn hình ảnh mà mình muốn dùng. Đây, ví dụ thì mình sẽ chọn tấm hình này. Các bạn sẽ cắt ảnh phần mà mình muốn dùng. Sau đó nhấn vào thêm. Phím tắt sẽ được đưa ra ngoài màn hình chính. Mình sẽ thử mở ứng dụng Agribank này lên. Các bạn sẽ mở lên và dùng bình thường. Mình sẽ thử thay đổi thêm một biểu tượng nữa. Đầu tiên thì mình sẽ truy cập vào phím tắt. Sau đó chọn phần dấu cộng ở trên góc phải màn hình. Chọn mở ứng dụng và tìm ứng dụng mà mình muốn thay đổi. Ví dụ như mình sẽ chọn danh bạ. Chọn vào phím tắt bên trên. Chọn thêm vào màn hình chính. Sau đó sẽ đổi tên. Và chọn hình ảnh mà mình muốn dùng. Rất đơn giản đúng không ạ? Nếu các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy để lại cho mình một like và một subscribe để ủng hộ mình nhé. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.